Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục đi hái rau sống để ăn với món mắm tép. Đây, cái rau diếp cá của nhà mình nè, nó nằm mọc ở dưới gốc dừa. Dài qua bên đây luôn. Giờ mình đi hái. Mình hái thêm ít rau má vườn nữa nè các bạn. Giờ mình đi hái khế nữa nha. Khế đây. Trái này cao quá hay không tới qua bên này đi. Khế bị sâu hết rồi. Mình lấy chuối chát nha các bạn. Hôm nay là mình lấy chuối chuối sim làm chú chá. Một trái thôi. Hôm nay nhà mình nó có mua mắm tép nè, hôm nay nhà mình sẽ ăn mắm tép. Mua một keo mắm tép ở chợ nè các bạn. Nhìn cũng hấp dẫn nhưng mà người ta trộn chắc chắn là sẽ không ngon đâu. Không ngon bằng mình sẽ trộn theo công thức của bà ngoại. Giờ mình sẽ trộn lại cái mắm tép này theo công thức của bà ngoại, rất là ngon hấp dẫn. Mình thêm một ít đu đủ nè, thơm nè, rồi tỏi ớt, rồi bây giờ trước tiên đó là mình có tỏi với ớt mình sắc nhuyễn ra thế này nha, và bắt đầu mình bắt chảo dầu lên cho phi nóng, thử tỏi cho thơm, mình cho hết tỏi vào luôn, hết tỏi luôn ha. Thử tỏi cho nó thơm. Tỏi thơm thơm quá chừng luôn, tỏi mà chỉ cần bỏ vô dầu thì về là thơm nức mũi luôn rồi đó các bạn, thơm quá. Để tỏi vàng, để cho tỏi vàng rồi tỏi vàng rồi đổ riêng ra hả? Tỏi vàng rồi mình đổ ra, mình đợi cho tỏi nó nguội nha các bạn. Mình đổ ra một cái dĩa. Rồi, bây giờ mình rồi mình lấy cái chảo đó tiếp tục. Nấu lại cái nước này cho nó sôi. Rồi mình nấu lại cái nước mắm tép nè, cái nước mắm nè. Rồi mình đổ cái hết nước mắm ra, mình nấu cho nó sôi lên. Rồi bây giờ mình nấu cho cái nước này nó sôi lên thì mình vớt bọt ra. Rồi sôi, nước sôi rồi có bọt đó, thì mình vớt bọt ra. Rồi, nước sôi để hồi rồi mình sắc sắc lại. Sôi rồi mình tắt bếp nha, mình tắt bếp mình chờ cho nó nguội phải không? Chờ cho nước nguội nữa. Rồi qua bên đây mình trộn mắm đi. Chờ nước nguội rồi mình trộn mắm trước. Đẹp. Bây giờ mình chuẩn bị trộn mắm nha các bạn, đu đủ với thơm lúc nãy mình sắc sợi sợi nhuyễn ra. Mình đổ cái keo mắm
theo mắm mà mình mua rồi ta cũng trộn rồi nè, mà trời nè, giờ mình trộn thêm. Không, không, mình không thích ăn tép nhiều á, mình trộn thêm đu đủ với thơm. Còn mấy bạn thích ăn tép nhiều á thì khỏi trộn thêm đu đủ với thơm, như vậy thôi. Là bắt đầu mình đổ cái tỏi phi lúc nãy vô với cái nước mắm mình đợi nó nguội mình đổ vô, phải không? Trộn thêm ít ớt vô cho nó cay. Này tỏi nè, tỏi phi lúc nãy của mình nè. Nhà mình thì không thích ăn tôm tép nhiều, thích ăn rau thôi. Trộn thêm thơm quá, trộn tỏi vô cái nó thơm lên, ớt vô nữa. Ớt vô, ăn mắm là phải có ớt nhiều mới ngon. Em rồi đó ha, thơm rồi đó ha. Rồi, đợi cái nước kia nó nguội rồi bắt đầu mình đổ vô đây cho nó thấm. Rồi phải không? Té có nhiều rồi vậy là thơm, nếm thử ngon không? Lát rồi đổ cái nước kia nguội vô. Ừ, ngon quá. Nếm thử rồi. Thơm, mùi thơm rồi. Để lát ăn luôn. Lát giòn. Đủ cũng giòn. Mà tép họ làm cái tép to. Bọn mình làm nhà mình làm cái mặt non nhỏ. Tép to nhìn cho nó đẹp. Chào, chào, chào hôm nay mụi sẽ hôm nay mụi sẽ ăn cơm với mắm tép, ăn ngon tuyệt vời. Thì hôm nay nhà mình ăn cơm với mắm tép. Mắm tép này sẽ ăn kèm với thịt luộc và rau sống chuối chát nha các bạn. Chuối chát, khế, rau sống, rồi mắm tép, thịt luộc. Còn món này là cho hai em bé ăn, sườn non kho. Ăn đi, hai đứa ăn đi. À, dính cơm lên tay luôn. Mão giới thiệu đi, tới Mão giới thiệu ấy. Rồi. Mão chào đi con. Mão chào nè. Rồi, ông ngoại ăn cho biết cảm giác của mắm tép. Quá ngon. Ngon mắm mà, cái gì mà có liên quan tới mắm là ngon à. Mắm tép nè. Mắm tép trộn theo công thức gia truyền của bà ngoại nè nha các bạn. Thấy chua, thấy ngọt à? Thấy ngọt á. Mỗi múc con ăn giỏi đấy con. À, con hai ăn nè, à. Đó anh hai ăn giỏi, anh hai ăn giỏi cho thấy như muội đâu. Muội ăn đi. Muội ăn thịt á. Muội ăn mắm tép đi. Ok. Rồi ngoại ăn đi, ngoại ăn thử. Đừng máu, máu kỳ quá à. Nó khi nào chừng nào mà nó êm được một cái rồi. Cái gà, cái gà. Đừng con. Nó quậy quá à. Mùi nó bóc nó ăn luôn. Bởi vậy nó đi chưa được còn dẫn. Chứ mà tự động mà nó đi được chắc đồ ra kẻ tan qua cửa nhà. Ngon không? Ngon quá, không thấy ngon quá thì ngon không? Có cay không? Nãy bỏ ớt kìa, có cay không? Thôi thè một chút mới dẫn chứ. Thì bao giống mắm tép của mình làm nha. Thôi mình làm, mình thêm cái đồ vậy á, tỏi rồi nặng chưa, không còn ngon. Rồi cả nhà ăn cơm nha, chào tạm biệt. À, tóc của muội đó. Mà muội chào tạm biệt luôn. Chào tạm biệt đi. Chào tạm biệt nha. Máu chào tạm biệt đi con. Mắm tép rất là ngon.